Rồi, ok, hello game và chào mừng đã quay trở lại với channel của mình. Chào cả chị em luôn. Và hôm nay thì chúng ta sẽ lại cùng nhau tiếp tục với con game xây cầu. Mình đã sắp phá đảo được con game này các bạn ạ. Tất cả các bạn ở các bàn trước này thì anh em mình đã vượt qua hết rồi. Đấy. Thế nên là bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái bàn thứ 5 nhá, cái thế giới thứ 5. Và càng về sau thì cái cấp độ của nó càng khó hơn. Thế nên là mình thật sự càng ngày càng hào hứng với con game này. Nó cứ càng khó thì mình lại càng cảm thấy nó kích thích. Đấy, thế nó mới hay. Và đừng quên là nhấn đăng ký kênh nhé. Tại vì có đến hơn 70% các bạn xem video mà chưa nhấn đăng ký kênh. Thế nên là nhấn đăng ký kênh ngay để tăng respect, ok? À, ok, ở cái bàn này thì nó khá là khó khăn đấy các bạn ạ. Đầu tiên là chúng ta sẽ phải cho cái xe tải A này nó đi xuống dưới này. Ở đây là có cái đường đúng không? Rồi, ok, ở đây là đã có đường rồi. Đấy, đã có đường. Chúng ta sẽ cho nó xuống đây, nó ăn A1 này, không làm sao. Tức là nó sẽ chỉ xuống đây thôi á, hay là như nào? Cái khó ở đây là như thế này các bạn ạ. Nó sẽ đỗ ở cái điểm A này. Nhưng mà trước đấy thì nó phải ăn được điểm A1.1. Rồi, ok, thì bây giờ anh em mình cứ xây trước cái đã. Đầu tiên thì cứ làm những cái việc gì mình có thể làm được. Đó chính là làm một cái cầu để cho cái xe này nó đi xuống dưới đã, được chưa? Nó sẽ đi xuống dưới này đã. Xong sau đấy mình sẽ tìm cách là làm thế nào đấy để cho nó, sau khi mà cái xe nó ăn được cái điểm A1 rồi. Đấy, nó ăn được điểm A1 rồi thì mình sẽ làm cách nào đấy để cho nó phải quay ngược lại. Rồi, ok các bạn nhá. Và bây giờ thì mình đã hoàn thiện xong được cái cầu rồi. Đại khái cái cầu của mình như này. Các bạn không cần phải quan tâm nó xấu hay đẹp, chỉ cần nó đứng vững là được. Đây, bây giờ mình sẽ thử cho các bạn thấy. Được chưa? Bây giờ nó sẽ đi xuống như này đúng không? Đấy. Được rồi. Nhưng mà bây giờ câu chuyện là rất là quan trọng. Làm sao để cho nó ăn được điểm A1.1, nhưng mà nó sau đấy lại phải quay về điểm A1 này. Thế mới khó. Nhưng mà ở đây các bạn có thể thấy là chúng ta có một cái người ta gọi là spring. Đấy, spring, kiểu cái lò xo. Được chưa? Bây giờ thì mình nghĩ là chúng ta sẽ có một cái phương án. Nó khá là buồn cười. Mình sẽ thử làm. Các bạn biết cái trò mà kéo co không? Ờ, đây nhá, để mình làm như này. Mình nói thật là cũng hên xui lắm nhá. Với cái trò này thì hên xui nhá, hoàn toàn là hên xui luôn. Đấy, nối vào như này đi. Các bạn biết làm này để làm gì không? Để chúng ta sẽ giữ cái xe đó lại. Nhưng mà mình cũng nói thật là cũng không chắc là nó có giữ được không đâu. Hên xui lắm. Đúng lại là mình cứ phải thử các cách khác nhau, giữ được thì giữ, không giữ được thôi nhá. Đây, và ở cái đoạn cuối này đi, anh em mình cho cái đường vào. Mình có nên chống nó vào đây không? Mình sẽ giữ nó bằng cái dây này đi. Rồi, thử như này đi xem nào. Tí nữa thì mình sẽ hiệu chỉnh sau. Đấy, gần được rồi nhá các bạn nhá. Gần được, nó kéo gần thành công rồi. Chứng tỏ là mình không cần phải đến đoạn đấy nữa. Mình sẽ rút ngắn lại. Các bạn thấy hợp lú không? Tức là nó sẽ kéo được về đấy. Nhưng mà bây giờ là mình sẽ phải kiếm cái gì đấy để giữ ở đây. Mình sẽ cho cái này nó to ra. Rồi, thử như này đi. Mình cũng không chắc là nó có thể giữ đây không. Rất có thể nó sẽ bị đứt cái này. Gần được rồi. Vẫn chưa đủ lực để kéo các bạn ạ. Vẫn chưa đủ lực để kéo. Rồi, ok. Sau rất nhiều quá trình thử nghiệm, mình đã rút ra được một cái gọi là cái kinh nghiệm. Đó chính là càng nhiều lò xo thì chúng ta sẽ càng nó sẽ càng kéo khỏe hơn. Và bây giờ thì đã thành công rồi. Thế nên là nào, chúng ta sẽ cùng nhau thử nghiệm nhá. Tí nữa thì mình sẽ cho nó chậm lại. Khi mà nó xuống đến đoạn dưới này, mình sẽ cho nó chậm lại để cho các bạn thấy. Rồi, mình sẽ chỉnh về 20% đi cho các bạn nhìn nhá. Các bạn hãy xem cái cách mà nó kéo về là rất là hay luôn. Đầu tiên nó sẽ đẩy qua, được chưa? Đấy, xong sau đấy là nó sẽ lại đẩy về. Ờ, nó kiểu bị hay ấy. Ai? Hay nhỉ?
cái bài này thực sự luôn là nó rất là thú vị. Thế nên là xây cầu đôi khi nó không phải là chúng ta chỉ cần xây để cho nó qua được cái bàn này đâu, mà đôi khi là chúng ta sẽ phải cần đến một vài cái sự tính toán cơ, còn một vài cái phương pháp khác nữa. Ví dụ như là ở trong bàn này chúng ta không làm cái kéo này chẳng hạn, mình hoàn toàn vẫn có thể là xây một cái cầu nó dốc lên. Ví dụ là nó dốc lên như này đi. Đấy, xây lên như này. Và sau đó thì anh em mình chống ở dưới. Chúng ta sẽ chống hoàn toàn nó như thế này đi. Để giữ. Tức là để làm cho cái xe này nó đi lên trên. Và sau đó thì nó sẽ lại trượt xuống dưới ấy. Thì là chúng ta sẽ không cần phải có cái bộ kéo nữa. Với cái cách này thì chắc là mình sẽ phải gia cố nó phải nhiều một tí để cho nó vững. Rồi, ok. Đây. Với cái cách này thì sau khi mà cái bàn kia kết thúc ấy thì mình đã thấy nó có gợi ý. Thế nên là mình xây thử luôn cho mọi người. Nhưng cái cách này thực ra là mình không có nghĩ, không phải là mình nghĩ ra đâu nhá. Vẫn qua được. Chưa, vẫn qua được. Đây này, mình vừa nhìn thấy cái mà nó gợi ý ở bên cái bàn này. Những cái gợi ý này nhá, không phải là mình xem được trước đâu, mà khi các bạn đã vượt qua được cái bàn này rồi thì nó mới gợi ý cho các bạn ba mẫu cầu khác, tức là có ba cách khác nữa để bạn có thể vượt qua được cái bàn này nhá. Tiếp theo, bàn thứ hai ở thế giới thứ năm. Đầu tiên chúng ta cần phải xem là những xe nào đi trước. Mình đoán là xe A đi xong rồi đến xe E. Thôi bây giờ mình cứ làm cái việc đơn giản trước đi, đừng nghĩ ngợi vội nhá, hãy làm cái việc gì đó đơn giản trước. Đó chính là xây cầu đã. Rồi, chúng ta đã có được một cái cầu. Và bây giờ mình phải tính toán làm sao để cho cái piston này nó sẽ mở cái cầu lên ở đoạn nào đó để cho hai xe nó đi qua đi lại được với nhau. Rồi, ok, thì mình đã vừa xây xong được cái cầu này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem thứ tự của các cái xe nó sẽ di chuyển như thế nào. Sau đấy thì mình mới có thể biết được nhá, biết được cái cách tính toán tiếp theo. Nó ăn rồi xong nó lại đứng im ở giữa cầu, xong rồi đến cái xe C sẽ đi tiếp. Hai xe nó đâm vào nhau nhưng nó sẽ dừng ở giữa cầu. Ok, bây giờ câu chuyện là chỗ này là khá là yếu. Mình sẽ cần phải gia cố thêm vào đây là một. Có một cái điều tiếp ấy là phải làm thế nào đấy để cho cái xe E này nó đi qua được. Thực tế thì mình đã có tính đến phương án này rồi, và cái phương án này thì nó cũng khá là dễ. Đầu tiên là chúng ta sẽ phải có một cái đường ở trên đã các bạn ạ. Nó sẽ dừng đoạn này. Chúng ta sẽ làm như này đi. Rồi, ok, như này nhá. Sau rồi thì đó thì mình sẽ làm một cái đường để nó nâng lên, nó sẽ nâng đúng cái đoạn này, nó sẽ nâng từ khoảng đoạn này đi và nó sẽ nâng lên chỗ này. Thế là cái xe E này có thể đi qua được, và sau khi nó nâng xong lại nó sẽ hạ xuống. Cứ thử đã nhá. A few moments later. Rồi, ok, mọi thứ đã hoàn hảo rồi. Bây giờ mình sẽ cho mọi người xem. Hoàn hảo chỉ là cái việc mà chúng ta đã xử lý được cái cách để cho cái xe con này nó trèo qua thôi. Nhưng mà vẫn còn một vấn đề nữa cực kỳ khó chịu. Đợi tí mình cho các bạn xem. Cái này nó hạ xuống rất là ngon rồi này. Nhưng mà có vấn đề là như này này. Nhìn nhá, cái xe đằng sau này này, cái xe này nó không chịu đi, tại vì có vẻ là nó bị chết máy. Thế nên là cái xe đằng sau đang đẩy cái xe đằng trước đi, nhưng mà đẩy đến cái mức mà cái xe này nó cứ trèo lên trên nhá. Nó cứ trèo lên và đến một cái đoạn là nó sẽ dừng lại như này, nó không đi được nữa. Các bạn hiểu không? Đấy, bây giờ là mình lại phải có một cái cách khác. Đầu tiên là mình sẽ phải hạ cái này xuống cho nó thấp hơn, từ từ test đã nhá. Test qua, tại vì sợ là không đi qua được. Thôi anh em mình cho này cao lên tí. Quan trọng là cho cái xe kia đi qua được. Rồi, đi qua vừa kít luôn. Đi qua rất là ngon. Và bây giờ này, chúng ta sẽ cùng nhau xây thêm một vài cái đường ở đây. Để làm gì? Để chúng ta chặn cái xe kia, kiểu vậy. Những cái đường này thực tế là nó cũng không quá quan trọng đâu, nhưng mà bắt buộc phải có. Nếu không thì cái xe của mình nó không bò qua được ấy. Rồi, ok, chúng ta có cái đường này để ngăn.
để xem nhá. Tí nữa chúng ta sẽ phải điều chỉnh lại cái đường này một tí. Đấy, rất có thể là cái đường này nó sẽ có vấn đề. Tại vì là nó sẽ không đủ cái độ cao để cho cái xe xanh đi qua. Nhưng mà không lo nhá, mình đã có phương án xử lý. Rồi các bạn ạ, có một vấn đề rất to lớn. Nếu mà chúng ta cứ cho nó chơi cái trò xe đẩy đẩy như thế thì không được. Tại vì là cái xe C phải vào trước. Căng đấy. 2000 years later. Rồi ok, và sau rất nhiều thời gian chỉnh sửa thì đây là cái cây cầu mới của mình. Và mình cũng nói luôn là cái cây cầu này mình có tham khảo trên mạng. Tại vì nói thật là các bạn này nó khó quá. Nếu như mà mình cứ xây dựng theo phong cách bình thường mà mình hay xây ấy thì không thể qua được. Mình không thể nghĩ ra được một cái cách nào để vượt qua bản này. Thế nên mình đã tham khảo trên mạng. Mọi người thông cảm cho mình nhá. Dù sao thì cái đầu nó cũng có giới hạn các bạn ạ. Đây nhá, thật sự là cái bàn này nó phải vận dụng trí tuệ cực kỳ đỉnh cao. Chúng ta sẽ sử dụng 4 cái piston để lần lượt nâng từng cái xe lên một nhá. Tại vì cái xe A ấy nó lại phải đi sau cái xe C cơ, nhưng mà xe A lại xuất phát trước xe C. Thế nên là chúng ta phải tìm một cách nào đó để hoán đổi cái thứ tự di chuyển của xe A và xe C. Bây giờ mình sẽ cho mọi người xem. Ok, tua chậm này này. Đầu tiên là xe A đi trước đúng không? Nó sẽ cái bậc nâng này nó sẽ nâng xe A lên. Sau đó là đến cái xe C. Xe C tiếp tục di chuyển nhá, tiếp tục di chuyển đến đoạn này và lại tiếp tục được nâng lên phát nữa. Đấy. Rồi lại tiếp tục đến cái xe cuối cùng là cái xe C, là cái xe E. Cái xe E này nó sẽ đi qua luôn và sau đó thì cái piston này nó sẽ hạ lại đúng không? Và trong cái quá trình hạ, nó đồng thời đã hoán đổi cái thứ tự di chuyển của xe C với cả xe A. Đấy. Và như vậy là cái xe C nó sẽ chui vào trước. Và sau đó thì cái xe A sẽ đi ra sau. Chứ còn nếu như mà đi giống như ban đầu ấy thì cái xe A nó sẽ vào đây và cái xe C nó không vào được vị trí các bạn ạ. Khó phết đấy. Ok, và chúng ta sẽ đến với bàn thứ 3. Ai à, ở bàn thứ 3 này căng thế nhở. Đây này, anh em mình phải cho cái xe A này đi qua, nó ăn điểm A1, nó vòng lại ăn điểm A2 rồi nó lên điểm A cơ. Chất vãi cả trường. Kiểu như này, kiểu nó như này. Đây mình bỏ này đi. Đấy, các bạn có tưởng tượng ra được là cái tuyến đường của chúng ta sẽ như nào không? Nó sẽ như thế này. Chắc chắn luôn. Rồi ok, đây mình đã thay bằng cái đường rồi. À, bây giờ lại là trò chơi của chúng ta. Cái trò chơi cực kỳ kinh điển, đó chính là làm thế nào để cho cái hội này nó đứng được. Và khó ở đây là cái xe này nhá, nó đi lên này. Nó đi lên thì chúng ta phải bỏ cái này đi, đúng không? Thì cái xe này nó mới đi qua được, thì phải bỏ cả cái này. Nhưng mà nếu bỏ cái này thì chưa chắc là cái này nó đã đi qua được. Thế nó mới khó. Không biết là như này có qua được chưa. Hy vọng thôi nha các bạn, hy vọng là mình sẽ đón được. Hoặc là có thể là mình sẽ cho cái này nó thấp xuống đây. Đấy, để nó đón cái xe kia. Đấy, khá là vừa miếng rồi. Bây giờ là ra cố định nó vào đã. Rồi ok, cái cầu của mình thì nó mình nghĩ là như này thôi. Không phải xây tiếp đâu. Thở nhá.
Bùi Long này, nhìn nó đi thế này thì căng thẳng. Mà cái xe đi chậm thế này thì làm sao mà nó đi vòng được nhỉ? Đúng không? Làm sao mà nó đi vòng được kiểu này? Mình cứ tưởng nó đi nhanh lắm. Không khả thi rồi các bạn ạ. Bỏ. Ở đây là cho mình cái lò xo, phải ngẫm xem là cái lò xo này nó có tác dụng gì. Rồi, có một cái đường ra đây. Nếu bây giờ mình làm kiểu lò xo này không? Mình bây giờ mình nén hết cỡ đi. Mình nén hết cỡ cái lò xo. Nhá, để xong tí nữa cái xe, khi mà cái xe đi vào đây, cái bật lên nó sẽ ăn được điểm A1. Bây giờ là mình phải thí nghiệm trước các bạn ạ. Thí nghiệm cái gì? Thí nghiệm cái mà để xem là nó có bật lên được không. Ok, như này nhá. Nó sẽ bật 2 1 2 2 1 2. Ok. Có bật đấy, có bật. Thế thì bên này chỉ cho 90 thôi. Có bật thật các bạn ạ. Có bật thật. Nhưng mà tại sao bên này nó cứ bật khỏe hơn nhỉ? Có hiểu. Và để xem nào, chúng ta sẽ để như này đi. Nó bật lên. Bật lên dừng lại nhá. Dừng lại chúng ta sẽ cần phải khoảng đoạn này. Tức là bây giờ mình xây một cái nó đi ngang sang vẫn đón được, vẫn đón được cái dây này. Ok. Mình nghĩ ở đây là chắc là có thể đón được. Anh em xây ở trên này là được rồi. Xây nó vững, nó tự nó đứng được. Đấy, thế này là thoải mái đứng luôn này. Xem nhá. Ôi ôi, gãy. Đấy, không có việc gì khó, chỉ sợ là không bền. Đào lui qua lớp biển. Cứ chỉ ăn làm nên. Ăn làm nên này, gãy à, vẫn gãy à. Cái gì thế nhỉ? Anh em mình cho tất chỗ này là đường xịn luôn đấy. Đoạn này khỏe lắm luôn rồi. Không khỏe không làm người luôn. Đấy. Uầy, nó bị hợp lý sự đấy, xe lại nhá. Bây giờ mình cho chậm thôi. Chậm thì con mặt loèn này nó lại đi chậm quá. Tí nữa trong lúc nó bay lên mình sẽ cho chậm lại. Đấy, chậm lại này. Đã. Đó. Sao này? Có khác gì là phim hành động không? Chả khác gì. Giống cứ phải gọi là nó có đỉnh cả phim hành động nhá. Chỉ thua mỗi Fast and Furious thôi. Tại vì Fast and Furious thì nó bị kiểu viễn tưởng quá. Fast 9 có một cái cảnh là cái cảnh mà cái xe ô tô nó bay ra ngoài vũ trụ ấy. Ôi, mẹ dị. Đúng ra là Fast 9 nó sẽ chiếu vào ngày ví dụ sinh nhật mình là 26 đi, thì cuối tháng 5 sẽ là chiếu Fast 6. Nhưng mà rạp phim đóng cửa hết nên không được xem. Buồn vãi. Ok, bàn thứ 4. Ở đây là chúng ta sẽ phải xây một cái cầu. Làm thế nào đấy để cho CC nó đi qua C2 rồi quay lại. Chắc có một cái máy bay qua. Và sẽ phải xây một cái đường để cho cái xe B. Cái xe B thì chắc chắn là nó sẽ đi ở giữa. À, đi ở dưới rồi. Ok. Rồi ok. Thì đây sẽ là cái cầu của mình. Mình đã kiểm chứng là nó có thể đi được rồi. Nhưng bây giờ là chúng ta sẽ phải nghĩ cái cách ra đấy nhá. Để cho cái ván này này, sau khi mà cái xe này nè, nó đi qua cái ván này nhá. Đấy. Nó sẽ đẩy được cái ván này lên. Ok. Bây giờ thử như này nhá. Đầu tiên ấy, là chúng ta sẽ cho cái cục này vào đây đã. Đứt à? À ok, trả trời đứt. À thế thì mình có thể đổi nó xuống dưới được mà. Đây ok. Đây thử nhảy đi. Xong một tí nữa xe đi qua nó đẩy cái này lên. Thì cái lò xo này nó sẽ đẩy cái này lên luôn. Đấy, các bạn thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Có khả năng rồi.
Rồi ok, và đây là cái phương án tối ưu nhất này các bạn nhá. Một nhá, đẩy lên được rồi. Nhưng mà cái chính ở đây này là nó đang không được ok lắm. Cho nên là bây giờ anh em mình sẽ thử cho nó cong cong tí. Đấy. Hơi yếu. Rồi ok các bạn, anh em mình sẽ chơi theo kiểu là chơi lách luật. Vừa nãy thử hết các cách rồi, lò xo lò xiếc bung tung tóe rồi nhưng mà khó quá không được. Bây giờ là mình sẽ tận dụng những cái khoảng trống ở dưới cái máy bay đấy, và sẽ làm ra cái đường kiểu như này. Máy bay nó vẫn bay qua được, thế nó mới điều. Cái này thì hơi bốc phét quá rồi. Đấy, vẫn đi qua được con lành nhá. Quả cầu này nó nó hơi ăn gian. Mà ăn gian thì qua được là được đúng không? Đây này. Mặc dù nhất là các bạn nhìn là mình đã xây rất sát vào cái máy bay như thế này rồi, nhưng bằng cách thần kỳ nào đấy thì cái máy bay nó vẫn bay qua được. Đây gọi là tận dụng lỗi game. Anh em mình cứ tận dụng lỗi game thôi đúng không? Tại vì là quả cầu này để mà xây qua được thì nó khó quá. Thế nên là thôi, anh em mình chơi nó hơi xấu xấu một tí. Qua được là được mà đúng không? Ok, bàn 5 này. Ui, bàn này khó đấy nhỉ. Đầu tiên là chúng ta sẽ cho cái xe A2 nó phải đi qua được bên A2 này. Tất nhiên là như vậy rồi. Xe nào sẽ đi trước đây? Ui, nó đi luôn các bạn. Thế thì anh em làm cho nó cái đường vào đây. Ok. Xong sau đó là xe C1 sẽ phải đi qua đây. Theo là đến xe C2 đi qua đây. Đây là chúng ta lại tiếp tục xây thêm một cái đường ở trên này nữa. Chúng ta chỉ có 50.000 đô cho cái bàn này thôi. Rồi ok, mình vừa nghĩ lại rồi. Nếu như mà xây như thế này thì chúng ta sẽ tốn cực kỳ nhiều tài nguyên. Phải chơi ăn ra, phải chơi bẩn. Mình vẫn sẽ xây như này, nhưng mà mình sẽ hạ nó xuống thấp nhất có thể như này thôi, cho cái xe kia của mình nó lên được. Không, bây giờ là cho đường vào đã. Xong rồi anh em lại chơi cho kiểu như này. Đấy, kiểu như này. Chúng ta sẽ lại sử dụng piston. Ok chưa? Một cái này vào đây, xong sau đấy là anh em dùng piston đây để hạ, đại khái là để hạ cái đường này xuống. Hoặc là mình nghĩ cái piston ở đây nó sẽ hơi yếu, mình có thể là sẽ cho cái piston ở đây. Đấy, cái cầu này nó sẽ hạ xuống, nó sẽ bắt vào đúng cái điểm này. Rồi ok, cầu đã đi qua rất là ngon lành rồi nhá các bạn ơi. Mình đã phải thay tất cả những nguyên liệu đỉnh nhất vào thì cái cầu này là mới đi qua được. Được chưa? Đấy, hạ xuống rất là ngon lành nhá. Cái này là đã hạ xuống rất là ngon lành rồi. Nhưng mà mình cảm thấy là nó vẫn hơi ngắn một tí. Thế nên là mình sẽ cho cái này nó ra đây. Đấy, bây giờ anh em bây giờ sẽ thí nghiệm cùng mình luôn. Cái đoạn này cũng cắt đi đoạn này nhá. Hạ xuống này. Đấy, cái đường rất là chuẩn nhưng chỗ này là phải hơi lên một tí. Tạm thời là cái cầu này nó sẽ vẫn sập tại vì cái này nó chạy xuống ấy. Anh em mình test bên này trước đã. Bên này test ngon đã. Rồi, cái đường này xuống khá là hợp lý rồi. 2000 years later. Rồi ok. Và mình đã xây xong cái cầu và cũng đã trải qua rất nhiều những lần thử nghiệm. Đấy, và nó thật bản này lại quá khó. Thế nên là target lại có vượt một tí. Chỉ là vượt một tí thôi nhá, chứ không vượt nhiều. Vượt nhiều thì không bao giờ mình chơi nữa rồi. Nào, hãy cùng xem. Mình mới chỉ là thử nghiệm thôi nhá, chứ chưa chắc là nó đã qua được đâu. Hên xui nhá các bạn, hên xui. Mình cảm thấy là cái đoạn này nó yếu. Gãy ở đâu nhỉ? Gãy đây à? Bổ sung luôn.
Rồi, thử thế này xem nào. Cho 300 đi, cho nó chạy cho nó nhanh. Quả cầu này thực sự là rất là quai. Gãy đâu đấy? À, gãy ở đây à? Gãy ở đây, bổ sung ở đây luôn. Đã quá target lần này, mình vui cho cầu chắc nịch luôn. Để cho nó không biết gãy là gì nữa các bạn nhé. Rồi, vượt 9.000 rồi. Lần này vượt nhiều thế. Thôi các bạn ạ, bàn này tính ra là nó khó quá, thế nên là phải vượt một tí. Thế là lại gãy à, cay thế nhở. Đã thế, thay tất luôn. Để xem lần này mày có gãy được không. Đồ vẫn dậy này. Cái cầu này nhá, cái phương pháp xây thì đã khá là chuẩn rồi. Nhưng mà khổ cái là bây giờ phải ngồi căn chỉnh cho những cái vật liệu này nó chuẩn vị trí để nó không gãy thì thật sự là rất là lâu và rất là tốn thời gian. Cái quan trọng là mình sẽ chỉ cho anh em cái cách để mà xây được qua cái bài này. Rồi mọi người nếu muốn thử nghiệm cứ để dành thời gian đây để thử nghiệm nhá. Ok, ngon lành cái đạp hơn. Cay đấy nhỉ. Nào, lại đi. Nói thật là quay con game này cũng hơi lâu rồi đấy. Từ nãy giờ mình ngồi sửa cái cầu này mất khá nhiều thời gian rồi. Này, nó lại hút vào đây. Đã thế, anh thay đúc cho anh vào cho nó máu. Rồi ok, và sau rất nhiều lần sửa chữa, mình bắt đầu thấy cay cái bàn này rồi đấy nhá. Bắt mình sửa nhiều quá, mình bị bực mình các bạn ạ. Thế nên là mình đếch quan tâm đến target hay cái gì nữa. Mình chỉ cần qua được cái bàn này thôi. Thì vì khó chịu quá. Được rồi, bây giờ là thành quả nhá. Đấy, cho chậm lại tí để hưởng thụ từ nãy đến giờ ngồi sửa. Mà các bạn phải hiểu là nó khó chịu một cái này này. Không phải là cái cầu nó sập luôn, mà nó chỉ là nó sập những cái đoạn rất là nhỏ thôi. Thế nên mình phải sửa từng tí một. Mà sau khi khắc phục được điểm yếu này thì tự nhiên nó lại lòi ra một cái điểm yếu khác. Thế nó mới bực. Thôi, dù sao thì đã qua được rồi nhá. Chuyện đâu còn có đó. Đấy, qua rất là ngon lành. Tất nhiên là với cái việc là mình đã bui cái cầu này quá chắc rồi mà nó còn không qua được nữa thì xóa game luôn, không chơi. Rồi, ok. Rồi ok, thì chắc là video này mình sẽ kết thúc đây. Hôm nay chúng ta đã chơi được 5 bàn trong cái thế giới thứ 5 này. Đấy, thì mình sẽ dành thời gian để tiếp tục chinh phục các cái bàn sau ở các cái tập sau nhá. Còn tập này sẽ tạm dừng đây, tại vì cái bàn thứ 5 này thật sự là những cái bàn cái độ khó của nó cực kỳ cao. Thế nên là mình sẽ cần nhiều thời gian hơn để vượt qua một bàn. Hy vọng là các bạn thông cảm cho mình. Và đôi khi có thể là mình sẽ phải vượt quá target thì mình có thể vượt qua được. Tại vì nó thật là trình độ của mình nó có hạn thôi, chứ không phải là cái cầu nào cũng xây được. Thế là mong mọi người là hãy hiểu cho mình. Chỉ cần là chúng ta qua được bàn thôi là vui rồi nhá. Và nếu mọi người thấy thích con game này, đừng quên là nhấn like cho video và đăng ký kênh để có thể ủng hộ kênh Pop Pro sớm đạt được 1.300.000 người đăng ký. Còn bây giờ thì bye bye. Nếu các bạn yêu quý mình thì đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hãy nhấn vào biểu tượng hình cái chuông bên tay phải để có thể nhận được thông báo về những video mới nhất của mình nhé.